Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Mình là Lam ở Thái Bình. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số tích hợp có thể ứng dụng dành cho các bạn làm những cái xe như kiểu là xe đi dưới ruộng, xe tăng hay là xe chạy xích, máy xúc, lật. Sau đây mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cái chức năng một trên cái hộp số này cho các bạn. Các bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video sản phẩm mới đăng lên. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì xin mời các bạn theo dõi video. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái hộp số có đảo chiều, có số mạnh và số nhanh, dành cho các cái loại xe như kiểu là xe tăng, máy cày, máy bừa, có thể chạy hai bánh độc lập và khóa số. Thằng này thì nó không có vi sai, bình thường ấy là nó chạy thẳng 20 để cùng tốc độ, nó giống như thằng máy xúc đấy, máy xúc, máy ủi các thứ, chạy xích. Thì khi bình thường quay thì là đây, ví dụ như thằng này đấy, khi thằng này quay thì hai thằng trục này cùng quay này, và khi các bạn tác động cái này thì nó sẽ có một bên đứng và một bên chạy. Tốc độ giảm tốc là rất nhiều các bạn nhé. Hiện tại thì cái bộ số này mình mới lấy về cho nên là mình chưa tính toán hết cái tỷ số truyền và những cái mục khác, thì hy vọng là với video sau mình sẽ làm kỹ hơn về cái tỷ số truyền. Video hôm nay chỉ xin giới thiệu sản phẩm thôi. Đây là cái cần số nhanh số chậm, và đây là cần tiến lùi đấy, rất là đơn giản. Kích thước tổng thể thì xin giới thiệu thêm một chút nữa. Đây là chính là cái bộ phanh đấy, nó tích hợp cả phanh ở trên này rồi nhá. Thì các bạn khi các bạn ấy là các bạn phanh nó lại thôi. Kích thước tổng thể hai bên này thì chiều rộng của nó là 65 cm, chiều dài của nó là 40 cm, 42 cm, chiều cao là 20 cm. Đấy là ba kích thước của nó: 65, 42 và 20. Cái này thì mình lắp tạm cái nhông lên để mình review cho các bạn xem thôi. Còn cái bộ số này của nó là không kèm theo cái nhông này, thì mình có thể dùng bu ly hoặc là dùng xích thì tùy. Đấy. Cái khẩu này thì nó là khẩu trục ra 6 răng, đi kèm hai cái khẩu khớp trượt này. Các bạn nếu các bạn xe các bạn chạy trực tiếp với cái khẩu độ 65 thì các bạn dùng luôn cái này. Còn nếu như các bạn truyền ra khoảng cách rộng hơn thì các bạn làm bộ trục các đăng. Đấy, các bạn hàn vào cái khẩu này là các bạn thích rộng bao nhiêu cũng được. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đối với cái hộp số này thì theo như mình nghĩ thì nó có các cái ứng dụng cho các bạn làm những cái xe chạy dưới ruộng là một này, làm những cái xe chạy bánh xích là hai này. Đấy, thì nó rất là phù hợp, hoặc là chạy đường trơn trượt, đường lầy thì yêu cầu nó khóa hai bên, chủ yếu là phù hợp với các bạn làm kiểu như xe tăng, xe đi dưới ruộng thì rất là phù hợp. Còn làm vào mục đích gì thì đấy là tùy khách hàng. Mình chỉ xin giới thiệu với các bạn về sản phẩm thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh và nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Em là Lam ở Thái Bình.